Thưa quý vị, trong những năm qua, công tác giảm nghèo bền vững tại huyện Thạnh Hóa luôn được quan tâm thường xuyên. Huyện đã quy động hiệu quả mọi nguồn lực, trong đó có nguồn quỹ cho người nghèo do Quỹ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện quản lý để hỗ trợ người nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn kịp thời thoát khỏi khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống. Công việc đang lát chỉ kiếm vài chục ngàn đồng mỗi ngày, chưa đủ trang trải thuốc men cho chồng, nên gia đình chị Duy cũng chẳng mơ tưởng đến mái nhà kiên cố. Thế nhưng, sau khi được hỗ trợ 50 triệu đồng để sửa sang lại nhà cửa, thì chị Chui đã tin là ước mơ về một ngôi nhà an toàn thay cho mái nhà tranh dách lá trước kia đã thành sự thật. Đi làm một ngày chỉ có mấy chục ngàn à. Không có đủ tiền trang trải gia đình, không đủ nữa có đâu mà cất cái nhà. Hồi xưa thì sợ nhà nó sập lúc bất cứ lúc nào không hay. Còn bây giờ gì là nói ra là mừng dữ lắm. Chị tính riêng trong năm 2023, nguồn quỹ vì người nghèo của quyền thành Quá đã hỗ trợ trên 20 căn nhà đại đoàn kết trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng. Nhờ nguồn quỹ phát huy được giá trị nhân dân nên đã giúp cho hàng chục gia đình tại huyện có thêm mái ấm, yên vui để nỗ lực xây dựng gia đình hạnh phúc và dương lên thoát nghèo. Dạ chứ lúc trước căn nhà em như quẹo toàn là lập bằng mũ không? Rồi nhà xã cho em được 50 triệu rồi em mới cắt được nhà ngoài căn nhà này mặt trận tổ quốc hỗ trợ được quà cáp dịp tết ngoài phát huy hiệu quả nguồn quỹ vì người nghèo trong năm qua huyện thạnh quá còn vận động nhiều nhà hảo tâm đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội hỗ trợ quà cho học sinh người nghèo xây dựng hạ tầng giao thông công trình thắp sáng đường quê trị giá khoảng 7 tỷ đồng cái gốc nguồn quỹ ngày xưa chỉ có 267 triệu thôi. Tuy nhiên mỗi năm chúng ta vận động thực hiện được trên 1 tỷ khoảng 1 tỷ tư một tỷ tư để hoàn thành cái 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 đăng ký trong nhiệm kỳ cho 50 căn nhà thì trong nhiệm kỳ tới theo cái chỉ tiêu đặt ra chúng ta phải xiên 55 căn nữa 55 căn nữa để đạt yêu cầu giảm tỷ lệ của các hộ nghèo có nhu cầu về nhà ở bao nhiêu đó với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau thời gian qua quỹ ban mặt trận tổ quốc việt nam quyền thành hóa đã tích cực triển khai nhiều hoạt động giúp đỡ hộ nghèo cận nghèo nhờ phát huy hiệu quả nguồn quỹ vì người nghèo do mặt trận tổ quốc quyền quản lý nên đến nay tỷ lệ hộ nghèo của quyền thạnh quá đã giảm còn dưới một kết quả này sẽ tạo động lực để nhân dân cùng chính quyền đồng lòng xây dựng quê hương thạnh quá ngày một giàu đẹp nghĩa tình